chỉ có mấy thằng điên thì trời mưa như này mới đi chạy bộ. Đấy chính là cái câu mà Tùng lẩm bẩm cách đây 4 năm trở về trước. Trong một buổi tối mưa gió rét mướt thế này, ngó ra ngoài đường thấy mấy anh ở xóm miệt mài lõng bõng chạy bộ ở dưới mưa mà rất là hăng hái nhá. Mình bảo là hay là chạy để kiếm tiền giật giải hay sao ấy mà phải cố gắng như vậy nhỉ. Ngày mưa thì nghỉ một hôm cũng được, thể dục đâu mà có cái gì. À, mình nhìn lại thì toàn những anh thành đạt không à, họ cũng không thiếu tiền. Và cho đến bây giờ, mình có cái thói quen chạy bộ đều đặn mỗi ngày và mình cũng đang điên giống như các anh ấy đây. Và sự thật các anh chị em ạ, khi mà chúng ta là những người doanh chủ, chúng ta kinh doanh, chúng ta là những người lãnh đạo, mình bắt buộc phải có năng lượng mỗi ngày, phải rèn luyện cho mình một cái tâm trí, một cái tư duy luôn luôn là tích cực, luôn luôn là tìm cách thay vì tìm lý do. Vậy thì phải có sức khỏe, phải có sự bền bỉ, chúng ta mới có được cái cảm xúc đó. Khi mà mình không có sức khỏe thì năng lượng nó tụt, cảm xúc nó tụt xuống, dẫn đến mọi thứ tiêu cực, mọi khó khăn, mọi sợ hãi trì hoãn nó đến với mình. Và lúc đấy chúng ta thấy rằng cuộc đời nó giống như là nó đang đóng cửa lại với mình vậy. Tại sao mà nó bí bách, tại sao mà cuộc đời mình nó đen đủi như vậy. Vậy nên các anh chị em ạ, hãy rèn luyện cho mình một môn thể dục thể thao, hoặc cụ thể là chạy bộ mỗi ngày các anh chị em nhá. Nhưng mình nói thì không ai tin, nhưng mà chạy bộ tạo ra tiền đấy.